Tôi mới thấy cái clip gọi là mic check của team có không? Đây nè, một ngày trước nè, coi mic check đi. giờ nhận đánh thắng hay thua gì sao thủ bữa ăn bật tim luôn Chuẩn nó bị OBS trước luôn nè, chuẩn bị OBS trước nói thua buồn nên ở trên đây tiếp. luôn. Cảm ơn Internet cho học, cảm ơn cho điện nha. Cảm ơn nhận lạ. Kim chơi game trả lời qua mã giao dịch Momo tại CFAMLEMO.com nhé. Cái gì trên đời này vui quá. Cười không à? Ok, không ai em ơi. Chẳng được. Yên tâm chắc mi cách bà râu. Không, không sao. Anh thay đâu. Một bài quen rồi đấy. Không. Quen tay rồi, quen tay rồi. Nghe rồi. Quen bà thay rồi. Luôn á. Lấy cô dưới đi, phía đại trước à. Không đó. Chúc mình tính thôi, trình cao á. Trình cao đấy. Ông cây tàu. Quá là hơi khỏi nè, quá là hơi khỏi nè. Chào thầy ba, mình phóng viên từ bên báo Zin, mình tới mình muốn phỏng vấn thầy ba về tuần vừa rồi của team, thì thầy ba có nhận xét gì về team, có thất vọng hay là kiểu như tự hào về team không? Anh em có hỏi thầy ba gì không? Chứ mình hỏi thầy ba để trả lời. À, lấy được chủ đầu luôn anh em. Mình hỏi thầy ba để trả lời. Có hỏi luôn à, có hỏi thầy ba trả lời anh em sao? Cái sau cũng được, em tới rồi. Sao không lái, Đây, cái gì đấy? Ai 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 à? Cầm đầu
Ba kê nó ngu mà nó gánh mày hẹn hai. Có mày ngu mày mới nói nó gánh tao hẹn hai đó. Có mày ngu mà mày mới nói nó gánh tao hẹn hai đó. Còn hiu đó, cái hiu đó nha. Mày đã sắp tỏa rồi. Chết rồi. Hiểu quay lại luôn mà, hiểu vô xin nó quay lại luôn. Hai mươi nó xuống dưới này. Rồi nó dưới rồi, một mình top thôi. Rồi nó ở dưới này gì nè. Nó qua lưu rồi đấy. Bro. Top nó hẻo rồi. Nếu mày dám thua lại cho lập. Ok. Game này đánh con để con sụp bọt á, để mà lé đó nó xanh quá. Đang chơi đi bên này. Để bao giờ đi. Còn cái nhịp này là sao? Cái nhịp này là sao? Ok. Cái nhịp này combat là sao? Thầy Lộc có tele chưa? Lộc có tele nè. Lộc tele. Kiểu như vô không cùng nhịp á mọi người. Nếu mà cái pha này nè mà vô cùng nhịp nha, là bên tụi tụi Flash nó gãy nè. Cái tên này tele cùng nhịp là tụi bên kia nó gãy nè. Thằng Lộc nó tele trên này luôn hả ta? Nó tele trên này luôn. Nó tele ở trên này, ở trên góc trên luôn. Đây, để tôi kéo cái map lên tôi cho anh em xem. Anh em nhìn hai cái tele nè. Thằng Lộc nó tele ở trên này. Còn Yoshino nó tele ở ngay góc này. Đó. Mày nhìn cái pha tele là thấy thua các em ơi. Đó, nhìn tele pha tele xong tới đây là thấy thua các em ơi. Đó. Pha này hết mắt tele rồi, nếu mà tele ở đây cũng thua à. Tele ngang mắt này cũng thua. Trừ khi nào tele ngay con mắt ngay chỗ này có tele thẳng ngay đây luôn là vô cùng nhịp với team năm hàng vô cùng nhịp luôn thì mới có may ra là win. Chứ nếu tele kêu đó là thua rồi thì chặn rồi. Đánh liền luôn. Đó, đâu xuống kịp đâu anh em. Pha này là thấy cái thế là thua liền. Bây giờ đi coi nha. Nhìn cái thế cho le nè, vô xin nó cản nữa nè, thấy không? Đã được chơi đâu. Bên đây thì gãy rồi, bên đây chết với Vin gãy rồi. Pha này trừ khi mà có con mình pha nó ủi một cái đùng vô trong này, xe lép nó thả cái rờ vô, thằng địa nó kẻ vô thì cái kịch bản thì nói là win. Chứ pha này đéo thế nào win được. Đang chơi đi bên này. Pha này tôi cho thằng Slay 3 cái kéo luôn á. Pha này tôi cho thằng Slay 3 cái kéo luôn, Slap cũng đéo dám bắn. Tôi cho thằng Slay kéo một con cái á. Đó, tôi cho thằng Slay kéo 3 cái luôn á. Đó, kéo 3 cái đi rồi sao nữa. Kéo 3 cái đi. Cũng chết hết rồi. Đi hết máu rồi. Vô thấy thua rồi anh em. Không rồi. Cấp 3 mày học 12 AM. Nghe nè, đâu quanh chơi anh em. Nói gì? Không làm gì được, nó không làm gì được. Tôi nói. Anh
Con đi anh đi anh đi phòng hộp. Ngoài này, nó đóng lại bị dụ, pha bị tuổi dụ. Chờ nó đóng lại bị được đâu, tôi nói nó còn đồng hồ, còn đồng hồ chứ tôi lùi. Cái gì lục nè, má sẽ đánh được không? Né, né cái thấy à? Cái gì lục nè, lùi. Con đi anh đi lá nhau, đi lá nha. Tới đây đi rồi. Con đi lá nào, đi lá nào. Chết rồi, bỏ đi, chỗ đi chết rồi. Ăn cái đó xong, đem, lờ chứ. Lại cảnh giữ vị trí đi, lại giữ vị trí. Bỏ bê gai đây, bỏ bê gai đây. Thấy chiều rồi, đi con tái này. Đó, Whisper. Mày đánh khỏe, kệ tụi đó mày đánh khỏe. Sao tụi mày cứ nói bếp đánh kít hạng 2, sao không nghĩ ngược lại chứ? Chắc gì bếp đã đánh còn easy lớp nhóc ti với son để làm gì? Kít cần lợi gì gánh quăng cái thùng rượu nổ là quăng luôn. Có TV này, gì này, sau này lấy nổ, từ có hai đêm rồi kìa. Cái đồ có xe na đấy. Hai đi tập đâu anh? Hai đi tập đâu? Ok. Đây đắt nha. Phá đèn lọc xém hay. Phá đèn lọc xém hay. Chứ đã đây đắt nét được anh đây. Hai đây, anh đây hết đắt, anh đây hết đắt, anh đây hết đắt. Chứ hết rồi. Phá đèn lọc xém hay. Cày thế giờ. Sao rồi. Tha làm tới vậy mà đéo giết được thằng con cây nha. Mày đánh vào cái bát mà quên. Đây lao này. Nhìn ở đây kìa. Tác dụng của slay pha này là gì vậy? Slay. Anh em nhìn con khác nè. Slay ơi. Tác dụng của mày pha này là gì? Lại gì sao đây? Là hả được cái lồng đèn. Là chết. Trời ơi. Trời ơi, sao lại đánh hết kỳ vậy? Không có cái nút nào chứ không thấy có hề nghiệp luôn á. Không có cái nút nào chứ con thét của thầy Diệp. Dẹp. Má dẹp ré đi thua hoài. Không có một cái nút nào luôn á. Rồi đi chưa? Đi. Em thấy cái chỗ vậy. Đông nghiệp vậy em hả? Đánh nghiêm túc một game nha anh em ơi. Vậy trước đó không nghiêm túc à? Đông nghiệp vậy em hả? Trước đó có nghiêm túc không? Chưa lên con thét thì không có tôi nói thư ao luôn, thì lại không có cái nút nào với thầy Diệp luôn. Thầy Diệp mày đánh con thét là uy tín luôn. Thầy Diệp đánh xe con thét là uy tín. Không tin thì cứ mở lên mà coi uy tín. Tôi hai giải. Trận này xíu nữa thua luôn rồi. Hết rồi nha. Cái nằm bên rồi nha, đâu rồi, nằm bên rồi đấy. Đi. Từ từ lấy cái đoạn ăn luôn để pha làm hết. Lấy cái đoạn ăn luôn để pha làm hết. Cái này gì vậy? Nó mày được kìa, nó mày được kìa, cứ đang. Không có lát đâu.
cái file này đang cái thế 10k tiền đó, để tôi phân tích cho anh em nghe, anh em mà đánh để anh em mà gọi là anh em rút kinh nghiệm, anh em đừng đi theo cái vết xe đổ như này. Game mình đang thế win, đang thế win hơn người ta 10k tiền, đừng bao giờ mày đi ăn ba rong 5 năm kiểu này, đừng bao giờ kéo ra hai ba rong ăn 5 năm. Nếu anh em kéo ra, anh em dụ nó để anh em đánh nhau, để mà lấy con ba rong để làm một cái cớ để anh em đánh nhau với tụi nó, vì anh em đang hơn 10k tiền thì được. Anh em đang hơn 10k tiền, anh em ra anh em đánh nhau với nó thì được. Còn anh em mà gọi là anh em ăn 5 năm là đéo bao giờ luôn, đừng bao giờ. Đừng bao giờ anh em ăn 5 năm. Anh em ra ba rong là anh em chó cơ hội rồi đó. Nó cướp ba rong cái là anh em chó cơ hội rồi. Cho nên đừng bao giờ ăn 5 năm. Giờ khi nào con ba rong chắc chắn thì mình sẽ ăn. Có LCK anh em đéo bao giờ ăn 5 năm kiểu này, chắc chắn tụi nó mới ăn. Còn không mà ra tới đây là đánh lộn, chỉ đánh lộn thôi, lấy tiền mình đè đó. Bởi vậy á, cứ nếu mà mình ra ba rong mà hơn tiền á là mình kiểm soát, mình ra ba rong để mình đánh nhau, để mình tập hậu tập kích cái lộn để mình đánh lộn với tụi nó. Tại vì hơn 10k tiền trừ khi nào mà anh em đánh ngu vãi cả anh em mới thua rồi. Anh em đánh cơm bát anh em ngu vãi lộn anh em mới thua. Thằng AD hay là sụp bọt hay là mít gì đó chết ngu vãi lộn còn nguyên chiêu thì thua. Chứ hơn 10k tiền một thằng hơn món đồ sao mà thua được, không có thua được đâu. Đâu có lá đâu, chỉ có ngu như chó mới thua thôi. Tới đây thì ngưng đi, ra đánh đi, đánh lộn ngoài này đi, bỏ ba lông 2k8 má bỏ rướng làm gì trời, ra đây đánh nè, đánh ba lát nè, đánh dít kít nè. Trời ơi sao ôm ba lông con tầm bậy. Flash thua set đó 10k tiền thì đó là ngu đó, thì đó là ngu đó. 10k tiền đánh nhau thua là chỉ có ngu thôi. Cái tầm mà phút 29 phút nè, tầm 30 phút nè, hơn 10k tiền đánh đéo bao giờ thua, chỉ có ngu mới thua. Nè tới đây là bỏ buông đi, buông nó luôn, 2k máu buông luôn. Thằng rừng nó xuống thì quýnh thằng rừng nó. Trời ơi sao mà cứ ôm ba rong rướng vậy trời. Dễ vậy. Vấn đề là con sai thôi chứ pha đó Olaf không phải lá thiệt thì ba rong là đúng rồi. Mà có cần thiết phải vậy không? Hai thằng nó ra như vậy mà đi con ba rong nữa làm gì? Con ba rong nữa làm gì vậy? Sao không buông con ba rong ra đánh ngoài này? Sao thua được? Full spell mà. Sao không buông ra đánh ngoài này? Cứ rướng con ba rong làm gì? Nếu á con Olaf mà nó không có tấp biến hả? Đé bao giờ nó đứng cái thế ngay này hết á. Đé bao giờ con Olaf nó đứng cái thế ngay này. Là nó con Olaf mà đé có tấp biến là nó sẽ đi cái đường này xuống đây đứng ở đây nè. Là cái chỗ của Olaf nó đứng ngay này nè. Để nó bắt cái rờ nó bay thẳng vô nó cướp nè. Con Olaf mà nó đéo có tấp biến á, là nó đéo bao giờ đứng ở vị trí này. Lát là xoáy, lát cuối buổi là xoáy. Con nó dí địa nha, con nó dí địa nha. Con lát này. Con lát này. Con hết nãy rồi, hết nãy rồi. Lô, con này, con này. Lát rồi, xin lỗi. Tìm đi qua, 8 giây của tôi nha, để đây nha. 5 giây của tôi. Để sau này, 2 giây của tôi. Ủa trời ơi. Cảm ơn trời nha. Anh mình. Uầy. Lâu quá không thấy ta. Dạo là chắc trường là mod mình sẽ. Mua giá mà xin luôn nha. Có hộp đồ lắm á. Có nội nha. Mua giá hồi sinh 2k8 bán được có 1k1. Nó cắn hết. Nó cắn hết 70%. Mua 2k8 bán được 1k1. Tôi này. Trời ơi Bắt được 3 giấy tôi. Bắn đi này. Bắn lại. Bít kít dính cái bơm nổ luôn. Đồ chỉnh đâu? Trời ơi bắn bít kít dính cái bơm. Đi cái gần ca máu kìa. Đi hùng lát. Nè. Có nồi lên.
Hồi sao nó đi không lát, không lát. Hồi điều lát, đây xúc thì có 30 giây, từ 30 giây. Cái máy lạnh ở trên phòng mình hết ra. Nó chết rồi. Ừ. Tự nhiên có là ok. Luôn tao lên tao mở 18 độ tao đéo nghe. Thì luôn. Nhà đi rồi. Chết rồi. Kêu mấy sửa máy lạnh là sửa bữa. Sao trận thua khi cầu đông lên không đăng nhỉ, chỉ đăng trận thắng. Có ai bị điên mà đi trận đăng trận thua lên cho bị chửi không? Tao phải đăng trận thắng chứ mấy ông. Người ta ăn mài là người ta phải ăn mài mấy trận thắng chứ ai đeo đi ăn mài mấy trận thua anh em.